Sau khi đã đậy nắp để cho nó nhìn nó dễ nhìn anh em nhé. Hình thức góc cạnh đẹp, nói chung là tương đối đẹp luôn. Vuông vức cứng cáp, thông tin địa chỉ càng rất rõ trên tấm biển anh em. Hàng bán tại cửa hàng tôi thì bảo hành các bác test 2 tuần. Đó là một thời gian quá dài để anh em có thể test sản phẩm. Với điều kiện anh em không được làm chập chạm dây loa. Và với những dòng âm Technic nó hay làm thế này. Nó cho dây vào xong xoay vào để siết cái dây lại. Nên anh em phải đút thật sâu vào trong thì nó mới tiếp xúc được với cọc loa. (cười) 182W điện 100V. Xước sát tí ti là sẽ có nếu nhìn kỹ, nhưng tổng thể là nó mượt mà. Nó không có điểm gì xấu hoặc là điểm trừ lớn trên sản phẩm. Rất to, dày dặn. Với những đôi loa to như này, loa Technic Onkyo, Diatone hoặc là Yamaha, Pioneer, Sansui, đánh đơn giản vào con âm đi này, tôi dám khẳng định anh em điều đó. Mở giá lại rất vừa tiền. Tình yêu cấm tiếng dù anh chiều nào, nhưng em yêu anh sợ. Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang đến khổ quá. Trái đắng xanh xao nhưng tình yêu ngọt ngào, anh ngỡ rằng bình thường. Đặc trưng của những dòng âm ly Technic và Yamaha đó là lời rất to, rõ, ngọt. Còn âm ly này nó rất nặng bát đấy anh em nhá. Con V6, V7 nó rất nặng bát đấy. Không lẽ đôi mình ngày mai chia xa nữa. Xin người yêu chớ sầu để buồn khổ quá. Vâng, xin chào các bạn. Bài hát này thì nó lại thiên về lời là chính anh em nhé. Mỗi bài hát thì nó lại có một kiểu nhạc của nó, tông nhạc của nó. Có bài thì lại thiên về lời, có bài thiên về bát. Như giọng ca sĩ nam ấy thì thường nó ít tép, ít lời, không như ca sĩ nữ. Ca sĩ nữ hát thì nó sẽ thiên về lời và tép. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.